tiêu rồi, chờ mình quay về, nếu mình bị phát hiện, không được, mình nhất định không được để bị phát hiện, nhất định sẽ bị Kelly giết đúng không? Hay là, nhân lúc này, Kelly, xin lỗi rồi, chờ đại kim tổng đừng, còn chờ cái gì nữa a, tới luôn đi. Ai ya, ha 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 ha, lão ưng, con gà trống nhỏ ngươi chạy không thoát đâu, ngoan ngoãn bị chị ưng ăn thịt đi. Ha ha ha, chịu chết đi, tiêu rồi, vậy là gà con Lưu Phong bị chị ưng ăn thịt hay sao? Trong không gian nhỏ hẹp này, bị cô ta cho vào bẫy chắc rồi, mình bây giờ chỉ cần động một chút sẽ dẫn đến sự chú ý của Kelly, cảm giác này giống như là con vật săn rơi vào tay kẻ đi săn vậy. Không lẽ mình chịu thua sao? Cái gì, đáng chết, gà con biến hình, lột xác thành gà đá. Cái gì, đáng ghét, đừng xem thường Mã Nhạc Kê được sinh ra từ gia tộc Hoàng Kim mà ta mỗi thứ năm giảm giá luyện ngục mà có, đón một chiêu của ta, đòn công kích của thế thân. Tiêu rồi, đánh ương quyền pháp, á, mình bại rồi, cuối cùng cũng kết thúc rồi, nhân lúc này. Hóa ra Kelly đã ngủ rồi, thảo nào không nghe thấy bọn mình dưới gầm giường, ra ngoài tìm đồ để vận chuyển Kim Nghĩa Ôn Xu ra ngoài. Lưu Phong ngươi về rồi hả, ngươi và con virus kia rất thân quen sao, đã là người yêu rồi, lên đây nói chuyện rõ ràng với tôi đi, Kelly chờ đã, nghe tôi giải thích được không? Thế đêm nay cứ giải thích cho tôi cả đêm đi, tôi là ai, tôi ở đâu, tôi tại sao lại ở dưới gầm giường, rõ ràng là tôi trước, 4 tiếng sau, phòng đặt xác của địa thiết thị tộc, trời ạ, cái này cuối cùng là thứ gì chứ? Không ngờ còn có cánh tay cơ giới có khoa học kỹ thuật cao như vậy, ồ, được, im mồm đi Kes. Đến đây giúp một tay, đêm nay chúng ta còn phải giải phẫu con quái vật này. A a a, rồi luôn nữ võ thần còn sống sao, như vậy mà lại chưa chết. A a a a, Lưu Phong, chết, nữ võ thần cấp tinh en cộng, thiên phú, vua không chết có năng lực hồi phục rất mạnh, sau mỗi lần không chết đều tiến hóa trở lên mạnh hơn, kẻ săn bắt vô địch, á dù kỹ năng tái sinh kinh vờ lờ. Tổng bộ căn cứ địa thiết thị tộc, ngày hôm sau, Trinh Đại Độc Tố dẫn Lưu Phong cùng đồng bọn đi lật đổ phó clan của mình. Virus, cô đến rồi, Hoa đại tiện, hôm nay gọi ta đến làm gì, nhiệm vụ tuần tra của ta hoàn thành rất tốt đúng không, cô gọi ta là cái gì, tiêu rồi, lão đại ghét nhất người khác gọi là đại tiện, gọi rất hay, virus gọi anh có việc gì. Vô liêm sỉ, không cẩn thận, bộc lộ bản tính rồi, khụ khụ, lần này gọi cô đến, là bởi vì tổng bộ gửi đến lệnh truy nã nhận thưởng, thưởng 100 tấn lương thực, 100 cây súng và đạn dược để bắt bọn họ. Thế nào, virus, chúng ta liên thủ bắt bọn chúng. Cô ngã vào lòng ta, ta có thể cùng cô chia đều giải thưởng, muốn động vào người đàn ông của ta, còn thèm khát thân thể của ta, ha ha. Phải thêm tiền, á đủ chị đại, mẹ nó, thả phó thống lĩnh bọn ta ra, virus cô muốn tạo phản sao. Yo, vị bạn gái nhỏ của ngươi xem ra giã tính cực kỳ đấy, hừ, đêm qua dám đánh chuông đến khi trời sáng, hại mình cả đêm đều phải nằm dưới gầm giường, không cho ngươi chút giáo huấn thì có lỗi với danh xưng hắc kim ma nữ của mình quá, cô còn làm ổn nữa lấy gậy đánh cô. Cái gì, đánh mình? Nhanh thả lão đại của bọn ta ra, Trương Vũ, có, chị Kelly đều nhờ chị rồi. Vậy là trận combat bắt đầu giữa hai phe là, đội chị đại virus cộng nhóm của nam chính Lưu Phong, với đội của phó thủ lĩnh của địa thiết thị tộc có sở thích quái đảng. Tiêu phí tích phân cải tạo, gia tăng độ cứng, Trương Vũ, vâng, công nhận kỹ năng của Kelly với Lưu Phong kết hợp với nhau bá vãi. Hay, á, á, đừng có mà xem thường mấy đứa thất tình chán đời nhé. Nguy hiểm lắm đấy, đáng chết, bắn, hả? Bên trên, a a a, này thì nghĩ cầm súng mà anh sợ chắc, từ lớp 1 tới lớp 5 anh chưa ngán một ai đâu. Thủ hạ của ngươi đã bị diệt sạch sẽ rồi, đầu hàng đi, ha ha ha, sĩ có thể chết, không chịu nhục, muốn hoa tiện ta đầu hàng, nhìn mặt cũng uy tín đấy bạn. Địa thiết thị tộc bọn ta cũng có lý tưởng, có thế lực tổ chức, muốn ta đầu hàng, không có cửa đấy, cái gì, nói to chút, ta nghe không rõ, này thì giỡn mặt với chị đại. Virus đúng như thế, dù sao cũng là một trang nam tử, thân là phó thống lĩnh của địa thiết thị tộc, anh ta từ nhỏ đến lớn chưa từng đánh ta, người dám dùng roi đánh ta, loại cảm giác này. Ồ ồ, cảm giác này thật tuyệt vời, virus đại nhân tôi đầu hàng, đánh mạnh hơn chút đi, tôi sẽ đưa chìa khóa cho cô, á đủ, đúng là chị đại có khác, ra tay cái là xong, mẹ, kinh tởm, xem lão nương đánh chết ngươi.